Hello, chào bạn. Đã đến kênh Phim Mặt TV. Trưa hôm nay mình và anh Chi đi hái thị rừng nha bạn. Có cái thị to lắm bạn ơi. Hôm nay đi quăng kiếm nước mà hôm nay trời mưa gió quá không đi bê được nha bạn. Nương rẫy rồi giờ mưa ướt hết rồi. Hãy trải nghiệm cùng Phim Mặt TV nha. Chi đi trước các bạn ơi. Mình lên núi mà review xuống nha bạn. Trời mây mù hết rồi nè. Wow, gần mưa nữa bạn ơi. Đi mệt quá bạn. Bằng mang đất nè. Để mình lên núi rồi mình hái thị nha bạn. Đi cùng anh Chi mấy bữa làm chung kênh Phim Mập TV nhé. Hôm nay anh Chi làm mà trời mưa anh nghỉ nè bạn ơi. Hôm nay làm mà phù hồ. Mưa quá bữa nay anh nghỉ. Wow, đi nãy giờ các bạn ơi. Chung bà đé đó. Tới cái thị rồi bạn ơi. Tới thị nè. Ô, trái các bạn ơi. Gió quá gió. Đây cái thị nha bạn. Thị núi á, thị rừng ạ. Đó trái anh. Thì xuống đây. Thì tới núi luôn rồi. Wow. Bây giờ thấy anh Chi leo cho mình leo được cây đây nó lớn quá bạn ơi. Mình chuẩn bị hai thị nha bạn. Chắc video của kênh Phim Mặt TV đi hai thị núi rừng là lần đầu tiên ạ. Ê thị ơi, còn chín anh ơi. Wow, này bắt đầu chín rồi, cả trái chín rồi chẳng khi nè. Wow, trái chín nè. Thị các bạn ơi. Gió rốt rồi. Để gió nó rụng nha bạn. Thì nó rốt nhiều cơ không? Ngày qua gió cho rốt nhiều cơ anh. Đi nè bạn ơi. Wow, trái thị. Chi đang leo lên nha bạn. Anh Chi đang leo lên rồi đó, mình qua đây mình review bạn xem này. Cây đó chắc anh Chi leo cho mình leo không được bạn ơi. Cẩn thận anh ơi. Cẩn thận anh, nó rớt xuống cho nó rớt lên rồi nha. Ờ anh Chi leo nha bạn ơi. Gió quá gió rụng hết đi giờ. Mày đọt chín anh, là cây khiêu không? Được không? Đấy. Đang bà bi bạn ơi, đang bà bi. Đây thị núi rừng mình cũng xin đồ hết đàng hoàng nha bạn. Thơm quá thơm mà. Đang làm chuồng bò phía dưới nha bạn. Gió hả? Gió quá gió, thì nó rụng các bạn ơi. Đó, hái được rồi, hết đẹp rồi. Khéo anh ơi. Anh Chi đang leo cây thị nha bạn. Nãy mình review lên cho mình leo không được bạn ơi. Đang ở trên cây nè. Hãy trải nghiệm cùng Phim Mặt TV nha. Đang hái thị. Thị tên đọt có chín nhiều lắm bạn.
Hai khéo nha anh. Gió quá, gió à giờ. Chú hồ sơn qua nãy giờ còn nhiều rồi bạn ơi, nó khó hái quá. Đang một bì bóng rồi các bạn. Ồ cái đây mà đơm ở trong nhà nó thơm lắm nha bạn. Thủy đây chân gửi không được ăn à. Ngắm thôi. Các bạn nào có nhu cầu mua thủy hay liên hệ Phi Mập Tui nha. Phi Mập Tui tặng cho các bác. Ngửi đó tặng á. Đang leo xuống nha bạn ơi. Xuống tới đây rồi bạn ơi. Bì bóng luôn nè. Cái đây cao quá xem lấy. Từ từ xuống chú bạn ơi. Đi khéo anh ơi. Cẩn thận là chính nha các bạn. Từ đó nó xuống luôn. Đây các bạn ơi, thủy chú cái đã quá. Ồ, thủy bạn ơi. Chú ngon quá ngon. Quỳ luôn bạn. Hái cây nè. Thủy bạn. Ồ, để ở đâu? Kì đang leo xuống bạn ơi, mở đưa bị thủy xuống giờ leo xuống bạn. Anh chị nhỏ con leo được cho Phi Mập leo lên rốt phật luôn á. Nếu mà bỏ leo lên đây không cho gãy cây. Đang xuống bạn. Mở đốt anh. Cú trái thịt to tay nè. Mở đốt đó cái trái thịt to luôn. Đó, ôi dồ. Tiếc vô trời. Bỏ hả? Bỏ cho mà. Đồ. Hai má rồi mà. Ăn được không ta? Được. Ủa trái mới đốt xuống rồi mình ăn thử luôn bạn ơi, trái nó bỏ. Mời cả nhà dùng ý Phi Mập Tui nha. Thị mới chín cây rớt xuống luôn bạn. Thơm ngon. Nước là rong bạn. Chát quá. Chát thơm mà chát ăn cái được các bạn. Một bi nè bạn, đây chủ yếu mình gửi nó thơm thôi cho ăn hơi chát nha bạn. Đây thì rừng ngoài núi nè. Ừ, hơi chát thơm mà nó hơi chát lắm bạn ơi. Giờ mình cũng xuất phát đi lên lại bạn ơi. Thì đây chủ yếu gửi nó thơm mà chính cho còn ăn nó hơi chát nha bạn. Mình ăn mó hỏi mình phải quò ra, bóp quò ra nó mới ngon anh chơi à. Đây quay lại anh chi nó thơm ngon lắm bạn. Hai cái này gửi thị đây. Gửi thị không? Chi anh chỉ cách ăn nha bạn. Mình chưa không ăn nó mình không biết ăn nó chát lắm. Phi Mập mới ăn trái ăn chát lắm. Bây giờ anh chi chỉ cách ăn nè bạn. Vò ra nè. Làm dễ anh. Đó. Mà chủ yếu thị mình nó rất thơm, mình ngửi là chính. Đây ăn nha bạn. Mời nhà ăn chung anh chị luôn á. Ơi xì ạ. Chắc video đây mình cũng kết thúc bạn. Các bạn thấy đẹp cho một like 1 ký để mấy anh em mình gặp những cảnh ở Phú Yên á, là mình review các bạn xem. Mưa gió thất thường quá không có làm được bạn, đi lòng bì cũng được, ruộng lúa thì nghe hết. Núi đồi mưa bẫy bẻo quá, hai anh em đi cho cũng cay hết. Thôi chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các video tiếp theo nha.